phóng sanh trước cho Bồ Tát Như Thật. Em xử lý đống rác này. Hôm nay có 100 ngàn thôi, nhưng mà gửi video này trước. Muốn phóng sanh nữa mai con làm tiếp. Rồi mình gộp video này vô mình gửi. Rồi gửi ha. Chị chơi. Chắc nó theo con chó kia rồi. Còn một con nữa rất là quậy. Quậy mà không biết nghe lời. Mỗi lần nó thấy mấy con chuột chuột nước là nó niềm đam mê trong nó trỗi dậy á. Trong này rác gì đây? Đồ ăn dơ, đồ ăn ói, rồi tôm, cua, ghẹ đồ á. Con hửi chúng cái mùi, cái mùi ói của mấy ông nhậu á, thì nó thúi lắm thưa Bồ Tát. Nhưng mà con phải làm việc này để cho mọi người thấy ý thức. Chứ con cũng có cha sanh mẹ đẻ, con cũng biết dơ biết thúi mà. Nhưng mà nó thúi thì con niệm A Di Đà Phật. Ok. Và đặc biệt là con có khả năng nín thở 5 phút. Hít một hơi nín 5 phút rồi bắt đầu đi. Chị chơi. Coi như con thất lạc, con rái cá rồi. Mà giờ con phải ưu tiên phóng sanh trước rồi tìm nó sau. Nó mê chơi, nó quên luôn nhiệm vụ. Nhưng mà nó bơi cỡ nào thì nó bơi cũng không ngang con được. Bởi vì nó còn con nít nên nó có lẩn quẩn trong khu rừng này thì con vẫn tìm ra nó được, dù nó ở bất cứ nơi nào xa 20 cây số con vẫn tìm nó ra. Cái sự vất vả khi đi trên cái con đường này. Một cá nó đẻ. Dạ, cá con trong rừng đước á. Cá con nó đang bơi trong khu rừng đước. Đây là trường mầm non của tụi nhỏ mà. Để rừng đước bình yên, con đường đi này á, đừng có để mấy cục gạch. Đi ghê quá. Đi đất không thì không sao, mà có cục gạch đi lỡ xước chân một cái nó đứt chân liền. Đó, thằng TT nó đi chơi rồi đi múc chỉ vậy đó. Hồi nãy con làm gì nó giận ta? Như là không có lụm rác cho nó hay sao á. Nó kêu con lụm rác ở đâu á. Rồi nó đứng đó nó chơi luôn. Bông là nghe lời đi theo ha. Rác này hôi quá.
quay như vậy Bồ Tát như thật mới thấy được cái cuộc sống chân thật của con ha. Không có cắt khúc luôn á. Đó con phải làm cái gì? Chứ mọi người thấy con quay phim mượt mà quá. Đâu biết những cái công đoạn con phải làm. Đó. Xử lý đống rác xong. Đây là những cái con cúm nha. Đó, trời ơi, anh đẹp trai. Chị đẹp gái. Tụi mình yêu nhau có được không? Không hả? Đó. Con thả trước mấy đứa. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Nay được duyên Bồ Tát như thật, ủng hộ cho 1.000.000 đồng để phóng sanh. Từ bi quá, phóng sanh cúm. À, ông xuất hiện rồi đó hả? Bồ Tát thấy nó chiều người con ghê không? Con gọi nó không xuất hiện. Nó đợi con về rồi nó mới đi tìm con đó. Đó. Gặp người ta nuôi rái cá là nó bỏ đi luôn á. Nguy hiểm nha. Cúm không à Bồ Tát ơi, con thả ở đây luôn nha. Tại ở đây là rừng đước, có mấy chiếc thuyền cũng chả sao. Con thả đây người ta cũng nó xuống này nó đi hết à. Tại giờ đem đi đâu thả rồi nó cũng xuống nó đi tùm lum hết à. Dạ. Đây. Cúm rất là nhiều, có vài con cua biển con người ta cho thôi. Chúng sanh quy y Phật rồi. Chúng sanh quy y Pháp rồi. Chúng sanh quy y Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Dạ. Nè con nó bị kẹp nè. Đó. Đó. Chuyện ngu với con cua biển nè. Con này gọi là Challenge Must Rap. Cua trong rừng ngập mặn nha. Đó, giỡn với nó đi ha. Con giỡn với nó đi. Có đứa nào thiệt thòi. Cua biển nước khôn nó chạy xuống nước hết à. Con mớt ráp nha, cua bùng nha. Đó, đó, đó. Đó, đó. Cúm nè. Đó. Đó. Cúm này sung nè. Đó. Nè cúm nè đó. Đó. Chọc nó đi. Anh em chọc nó đi nè. Nó kẹp không nhả đâu Ti Ti. Trời ơi. Trời thằng Ti Ti này nó liều ghê. Trời ơi, nó đưa cái mỏ vô kìa. Trời ơi, nó hửi con cúm nè. Ủa lạnh hồn không? Trời ơi, nó đưa cái mỏ nó vô cái răng của con cúm đó quý vị. Trời ơi. Ti Ti ơi, con đóng phim hay lắm luôn á. Ôi, con cúm nó kẹp đau hơn con cua. Mà nó kẹp rồi nó không nhả. Ôi, lại nữa. Cái mỏ đứt luôn á con à. Đi đi cúp. Thằng Ti Ti nó không biết sợ gì đâu mà. Con để ý rồi. Nó chơi sao chơi mà mấy con này lắm như thấy nó là sợ nó hay sao á. Con để ý rồi. Be càng vậy chứ không dám kẹp nó. Chó coi chừng á. Chó có thể bị kẹp á. Đó, thấy chưa? Chó là bị kẹp mà con rái cá vô là nó vừa cái càng vậy thôi, nó không dám kẹp nữa. Con để ý rồi, con phóng sanh đây 8 tháng rồi con để ý rồi, nó. Con cúm, con cua đồ lắm như là nó rất nhạy với con rái cá, giống như là nó sợ cái loài của nó. Ở trong tự nhiên này nó cũng thấy rái cá thiên nhiên mà. Mấy rái cá thiên nhiên ở đây nó trốn kỹ lắm. Chỉ có con Ti Ti này nó theo con thôi, còn mấy con kia gặp. Mấy con kia nó ở trong rừng sâu á. Ê. Trời ơi. Nó chơi với nó đi. Nè. Thử lửa vô. Vô thử lửa. Trời ơi. Cái con cua con này bị người ta làm hư một con mắt rồi quý vị. Không biết nó sống nổi không. Nó bị kẹp vô một con mắt bị hư rồi. Thấy tội nghiệp quá à. Con mắt nó lòi ra luôn rồi. Thì có thể nó sống được nó chỉ còn một con mắt thôi. Cuộc sống quá là khổ khắc nghiệt. Đây thưa Bồ Tát như thật. Đây.
cái cây vô á thì nó không kẹp, nó biết cái cây, đưa ngón tay vô đi là biết liền. Rồi, trời ơi, Bồ Tát như thật, xong hết rồi đó. Kỳ vậy ta, không có xô. Né anh ra nha mấy đứa. Anh không nghĩ là tụi em sẽ kẹp anh đâu. Anh chỉ sợ là đạp tụi em chết thôi. Rồi, về nhà. Trời ơi, hạnh phúc quá. Đi, về nhà.